Hello, xin chào bạn, mình là này, chào mừng bạn quay cho mình tiếp tục từ game Weapon Painter. Và hôm nay chúng ta update mới rồi, update 132. Và đồng thời như thường lệ mình vẫn sẽ tổ chức giveaway tặng da đen bạn. Ngoài 1.000 da đen để dành tặng cho 10 bạn may mắn, mỗi bạn chúng ta sẽ nhận được 100 da đen. Thì tiếp tục chúng ta lại có một nhà tài trợ mới, đó là bạn Phát sẽ dành cho một cây Honoshindia 3 cộng, đang là 320 nô để dành cho một bạn may mắn nhất nhá. Và để tham gia giveaway thì các bạn chỉ việc giúp mình hôm nay và để lại bình luận ngay dưới video này. Mình sẽ random bình luận để tìm ra 11 bạn may mắn trong đợt giveaway này. Kết quả sẽ được công bố vào thứ hai tuần tới. Và bây giờ thì chúng ta đến bản update 132 thôi nào. Update thì khá đơn giản các bạn. Với event đàn kiên cá này, map 6 cái xe hàng có bán thêm vật phẩm, có cả giảm giá vĩnh viễn và giảm giá theo tuần. Tiếp theo thì bán token. Token thì các bạn có thể mua Robux hoặc ra đen nhá. Ok, chúng ta đi đến với event xem có gì mới nào. Các bạn có thể online giờ chơi hoặc farm ở hai map cuối, chúng ta sẽ nhận được những item này. Item này làm gì lát nữa chúng ta cùng tìm hiểu nào. Chúng ta cùng đến với nhiệm vụ event nào. Phần thưởng nhiệm vụ quick quen sau khi hoàn thành các bạn sẽ nhận được bộ skin mới shop pet. Đam tất cả sẽ cộng 150%. Khá là ổn áp, nhưng 150% này các bạn thử test sẽ không thay đổi nhiều đâu nhá. Và để nhận được bộ skin pet này bắt buộc chúng ta phải nâng một cây Cindy 3 cộng trong sự kiện event này, tức là có một cây Hono nên Cindy 3 cộng. Cây Hono Cindy 3 cộng thì nghĩ được biết có khó không. Ok, chúng ta thử tìm hiểu xem map 6 bán gì trước nhá. Qua khu giảm giá theo tuần, giảm giá vĩnh viễn rồi. Thực ra mình không nhớ cái nào có trước, cái nào có sau các bạn. Về những cái mà cần thiết thì hầu như mình đã có hết rồi. Nó không cho mua tiếp nữa. Mình nghĩ là mới cập nhật thêm cái này. Cái này có từ lâu rồi, cái này mình nghĩ phải cập nhật từ lâu rồi chứ. Spell thì không có gì thay đổi này. À, như vậy ở kia thì chúng ta có thêm cái vòng cổ và cái nhẫn đang được giảm giá này. Khá hợp lý này, các bạn có thể mua này, hoặc các bạn có nhiều Arcanon, có nhiều token các bạn mua và sau đó chúng ta có thể bán được. Những điều kiện để trao đổi những ghét này bắt buộc chúng ta phải online khoảng 200 giờ chơi cơ. Rồi, bên này thì mình không để ý nữa rồi, chúng ta qua đây xem nào. Hiện tại mình đang thiếu cái ingot có thể nâng chiếc vòng tay lên được exotic. Bộ hiệu mình hiện tại mỗi cái vòng này trường lên exotic thôi, chúng ta cùng xem thử xem bán chưa. Vẫn chưa thấy bán, như vậy chúng ta chỉ có thể nâng được cái nhẫn và cái vòng cổ nên được cái số tích thôi. Những cái ingot đấy mình đã mở trong cái sự kiện mà mãi không ra, khá là buồn. Ok, chúng ta cùng xem tiếp nào. À, như vậy bán cái skin trong pet này, các bạn có thể mua này nhá. Không biết giá bao nhiêu, tại sao mình nó lại chỉ cho mua một cái thôi. Còn con pet này khá là mạnh, còn lúc nào nếu mình có đủ vé xoay trứng thì mình sẽ mua con pet Giáng sinh kia. Cái đàm khá là to, không biết sau này sẽ thế nào. Nâng lên hiện tại nó là ESO rồi, thì chúng ta chỉ việc nâng lên Hono thôi. Ok, các bạn nào có nhiều vé thì các bạn có thể mua để nâng cấp lên nhá. Nhưng tốn khá nhiều vé đấy. Rồi chúng ta đến với map 1. Các bạn có thể dùng item để mở vũ khí đây. Với 20 item cho một lần mở vũ khí này. Hiện tại thì mình có thể mở 14 vũ khí một lúc. Đâm ra chúng ta sẽ tốn 280 item. Với 6 loại, 5 loại vũ khí chứ. Bắt buộc chúng ta muốn sở hữu cái skin mới cho pet thì chúng ta sẽ phải nâng cấp cây Hono này xin đi 3 cộng này với tỷ lệ có 1% thôi. Và khả năng mỗi một mình nghĩ là chắc phải 1k item. Nói chung mình chúng ta sẽ phải 1k hoặc hơn 1k chút thì chúng ta sẽ được một cây Hono này, thậm chí hơn nếu mà đen. Và mình thấy khá là hay là đợt này nó cho charge cái item này chúng ta có thể trao đổi được nhá. Ở đây có thông báo thì mình mới nhận được một cái vũ khí Hono rồi. Exotic thì khá nhiều. Các bạn hãy giữ lại những cái này nha, để chúng ta có thể nâng cấp nên Cindy 1 cộng, Cindy 2 cộng này. Với những vũ khí như Eternal hay là Mythical hay Negan. Các bạn hãy nâng cấp lên để chúng ta lấy điểm sưu tập vũ khí nhé. Các bạn đừng bỏ đi hết. Sau khi mình sưu tập đủ tất cả những cái sưu tập các Cindy 1 cộng, Cindy 2 cộng thì mình sẽ xóa đi sau vậy. Và mục tiêu bây giờ vẫn phải kiếm để nên xin đi cây Hono ấy, xin đi 3 cộng chúng ta vẫn phải đủ bao nhiêu cây nhỉ? 3, 6, 9, 18, 18 x 3 là 83, 24, 54 cây cơ. Như vậy chúng ta sẽ phải dùng đến 54 cây Hono để nên được một cây Hono nên xin đi 3 cộng. Mình nghĩ là đam nó sẽ khá là to nếu chúng ta sở hữu một cây Hono xin đi 3 cộng như vậy.
Và với 4,8k item thì hãy cùng mình xem là mình sẽ mở được bao nhiêu cái holo nào. Như vậy lượng item mình đã hết nhá. Với hơn 200 vũ khí này, chúng ta cùng xem nào. Mình đã mở được 6 cây holo, như vậy trung bình chúng ta sẽ mất khoảng 800 gì đấy, 8 đến 900 item cho một cây holo này. Đam thì khá là ổn đấy các bạn ạ. Đam hiện tại đam ba xe nó đã 70 nô rồi. Mình thử thay đổi xem nó có cho phép sử dụng ở đây không nhá. Như vậy không các bạn nhá. Đây là vũ khí event đấy các bạn, à, không thể thay đổi trong cái mục này được. Với đam hiện tại thì nó to hơn đam khá là nhiều. Các vũ khí ở map 57 bởi vì nó hơn never mà. Ok, bây giờ mình sẽ nâng cấp đi. Ta nâng cấp nhanh nhỉ. Mình sẽ nâng cấp tất cả lên nhá. Khi nào vũ khí nào cũng có Cine 2 cộng rồi, hoặc ít nhất là lên thì Cine 1 cộng rồi thì mình sẽ xóa sau. Đây là cách các bạn có thể kiếm khá nhiều điểm sưu tập vũ khí nhá. Ok, như vậy mình đã nâng cấp xong hết rồi. Thì lại được hai cây Orosini này. Đam nó là 105 nô. Và Never là 584. Ra để các bạn, mình nghĩ là các bạn hiện tại thì chúng ta không nên nâng cấp dồn EXP vào đây vì nó tốn khá nhiều EXP. Với Never là 184 các bạn đã tốn hơn một AF trong Never rồi, EXP rồi. Chúng ta cứ nâng max hết lên chỉ số thôi. Còn so với EXP, như lượng EXP thì chúng ta dồn vào thì nó không tăng mấy đam đâu các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ nâng mắc cộng 20 đi. Đối với mắc cộng 20 thì đam nó sẽ cộng khoảng 100 nô gì đấy. Thường nó sẽ nhân 2 đam lên. Vậy 200 210 nô sau khi nâng mắc cộng 20 thì tốn không nhiều bạc lắm đâu. Với vũ khí như này thì các bạn nên xin đi 3 cộng thì mình đam nghĩ nó sẽ được khoảng hơn 600 nô gì đấy. Chắc phải tầm đấy các bạn ạ. Ok, đáng là sở hữu các bạn ạ. Nhưng có điều kiện là chúng ta có đủ item để nâng không? Nếu không có các bạn có thể mua nhá. Hiện tại thì mình thấy cái giá thì chắc đầu này thì nó vẫn khoảng 20 đến 30 ra đi cho một cái item. Nhưng mà sau này các bạn có thể mua sẽ rẻ hơn khá là nhiều. Và càng về cuối càng rẻ hơn mà. Ok, bây giờ mình sẽ thử dồn búp cho cái cây vũ khí mới xem nào. Sẽ mất 1k bạc thôi để chúng ta có thể dồn búp. Thông thường mình vẫn dùng búp team 5 nhá. Nếu có điều kiện thì dùng lâu dài thì chúng ta sẽ dùng ra đi để zone hai búp còn lại. Nhưng mà thôi, chắc là mình sẽ zone trước lấy cái búp team 5 trước đã. Cái này xác định mình chúng ta chỉ dùng một map thôi, sang map sau gần như nó cũng khá là lỗi thời rồi. Ok, ra được cái búp team 5 rồi. Với tất cả các vũ khí sẽ cộng đam sẽ cộng thêm 2%. Ok, và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả bạn xem video mình nhé. Các bạn hãy giúp mình like, subscribe, đặc biệt nhớ chuông thông báo để tham gia giveaway và cũng như thông báo kết quả giveaway của tuần tới. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.